Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nữ Phước Thịnh tiết lộ độ giàu có của Đông Nhi, chi tiền tỷ không tiếc tay. Chia sẻ của Nữ Phước Thịnh về cô bạn Đông Nhi khiến nhiều người bất ngờ. Chiều 22 tháng 8, buổi họp báo giới thiệu MV Ý trời của Đông Nhi chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ sớm, đông đảo người hâm mộ Đông Nhi đã có mặt để ủng hộ cho dự án lần này của nữ ca sĩ. Xuất hiện tại buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, Đông Nhi khiến fan không ngừng reo hò khi diện chiếc đầm đen khoe lưng trần gợi cảm. Kiểu tóc tết đầy trẻ trung giúp nhan sắc của Đông Nhi thăng hạng đáng kể. Bên cạnh một số đồng nghiệp thân thiết đã đến để ủng hộ sản phẩm này của Đông Nhi Như, Phạm Quỳnh Anh, Đỗ Hoàng Dương, Unify, sự xuất hiện của người bạn thân nuôi Phước Thịnh khiến địa điểm diễn ra buổi họp báo như muốn bùng nổ với những tiếng reo hò từ khán giả, người hâm mộ. Sau khi thưởng thức MV Ý Trời của cô bạn Đông Nhi, Nô Phước Thịnh đã chia sẻ về những cảm nhận của bản thân khiến hàng trăm khán giả có mặt không khỏi bất ngờ cụ thể giọng ca thương em là điều anh không thể ngờ cho biết từ trước đến nay các sản phẩm âm nhạc của đông nhi đều được đầu tư chỉnh chu với con số khủng và mv ý trời cũng không phải là ngoại lệ đáng chú ý nam ca sĩ cũng hài hước cho rằng bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của Đông Nhi cũng được đầu tư con số lên đến hàng tỷ đồng và chắc chắn ý trời cũng là sản phẩm được nữ ca sĩ đầu tư cực mạnh tay từ phần âm nhạc cho đến hình ảnh trong mv qua chia sẻ của người bạn thân Nhu Phước Thịnh nhiều khán giả phải trầm trồ vì biết Đông Nhi chính là một đại gia ngầm trong làng nhạc khi luôn chăm chút cực kỹ lưỡng cho những đứa con tinh thần của mình DTAP tiết lộ, ca khúc Ý trời lần này được gửi sang Mỹ là Master bởi kỹ sư âm thanh hàng đầu thế giới Chris Geringer. Theo đó, ông Chris Geringer từng hợp tác trong album Bobbin của Blackpink và trước đó là nhiều ngôi sao thế giới như Rihanna, Dua Lipa, Lady Gaga, nhóm BTS, Raker, Demi Lovato. Leonas ngoài ra ông cũng đã từng hợp tác với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam là Sơn Tùng MTP, Hoàng Thùy Linh và Suboi. Đừng quên theo dõi tin mới nhất để cập nhật những thông tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.